Xin chào các anh chị em, thì hôm nay cũng là chủ nhật và tranh thủ buổi trưa, chắc là các anh chị em cũng đang chuẩn bị đi nghỉ trưa. Thì tôi cũng đăng để có thể cập nhật cho quý anh chị và các bạn một vài những cái mẫu xe, tức là có khoảng vài chục mẫu xe thì chính xác hơn, đang có mặt tại ô tô Việt Nhật. Đấy, showroom của chúng tôi tại 89 Trần Thái Tông. Đấy, giá thì thời điểm này như các bạn đã biết thì showroom thì đang đóng cửa và có thể bán với cái mốc giá sập sàn cho các bạn nhé. Mốc giá sập sàn. Đấy, sập sàn. Đấy, giảm giá từ 5 đến vài trăm triệu đồng đối với mỗi mẫu xe các bạn nhé. Đối với mỗi mẫu xe. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Cái mẫu xe đầu tiên đó chính là cái mẫu xe Toyota Vios phiên bản G biển Hà Nội, sản xuất năm 2016, một chủ từ đầu, đang chào bán giá 455 triệu. Và nếu như anh chị em nào mà đến đặt hàng ngay thì có thể giảm giá đến khoảng tầm 5 đến 15 triệu đồng. Cái mẫu xe thứ hai thì có thể giảm giá sâu hơn, đó là mẫu xe Lexus 460 2015, cũng là một chủ từ đầu các bạn nhé. Một chủ từ đầu. Xe này đang chào bán là 3 tỷ 980 triệu, có thể giảm ngay 200 triệu cho quý anh chị các bạn. Bên này thì chúng ta có thể thấy là mẫu xe Lexus RX 200T. Đấy, biển rất đẹp. RX 200T. Biển rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây, những ai yêu mến dòng xe Lexus này, con này con màu trắng. Màu trắng các bạn nhé, RX 200T. Sản xuất năm 2017, giá là 2 tỷ 779 triệu, giảm ngay 30 triệu cho quý anh chị các bạn thời điểm này. Tiếp đến là con Ford Everest Titanium. Ford Everest Titanium. Đấy, con này rất là mới các bạn nhé. Rất là mới. Xe một chủ từ đầu. Nhập khẩu các bạn nhé. Con này thì nhập khẩu. Đương nhiên rồi. Xe này Titanium 2.0 4x2, tức là một cầu chủ động các bạn nhé. Sản xuất năm 2019. Xe đang chào 1 tỷ 1. Vẫn có thể hỗ trợ giá khoảng loanh quanh 30 triệu đồng. Con Acura. Các bạn nhìn thấy con này rất là độc và lạ các bạn nhé. Sản xuất năm 2008. Acura 2008. Tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhé. Một chủ từ đầu. Đi rất là ít. Đấy, tư nhân một chủ từ đầu đi rất là ít các bạn nhé. Và xe này thì đang chào bán là 680 triệu. Cũng có thể giảm được khoảng tầm 20-30 triệu nếu các bạn ký hợp đồng mua bán ngay ngày hôm nay. Lexus 570 này các bạn nhìn này. Đấy, 570. Con này thì khá nhiều tiền. Đấy, Mercedes GLA. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy. Những cái dòng xe sang này thì nếu anh chị nào mà thích thì gọi điện cho chúng tôi nhé. Đấy. Toyota Vios ECVT số tự động biển Sài Gòn. Đấy, form mới các bạn nhé. Form mới, sản xuất năm 2019. Đang chào giá là 535 triệu. Nếu mà anh chị nào mua ngay ngày hôm nay thì có thể giảm được khoảng tầm 20 triệu tiền mặt các bạn nhé. Toyota Vios xin lỗi các bạn, Toyota Altis 2016. 2016. Đấy, các bạn nhìn này. 2016 nhá, đang chào giá 650 triệu. 650 triệu. Honda CR-V 2015. Honda CR-V 2015. Honda CR-V 2015. Chào giá là 785 triệu. Đấy, có thể hỗ trợ giá cỡ khoảng tầm 30 triệu. Đấy các bạn nhá. Nếu như ký hợp đồng ngày hôm nay. Mazda 3. Mazda 3 2016 các bạn nhìn này. Biệt tình nhá các bạn nhá. 545 triệu. Đấy, có thể hỗ trợ giá kịch khung. Hyundai Santa Fe. Đấy, Hyundai Santa Fe các bạn nhé. Con này các bạn nhìn xa thì có thể biết ngay được đây là form mới. Hyundai Santa Fe. Form mới các bạn nhé. Sản xuất năm 2019 đấy. Đấy, form mới sản xuất 2019. Các bạn nào mà có nhu cầu những cái dòng xe to thì vui lòng alo trực tiếp với tôi. Đấy. Xin lỗi các bạn, sản xuất năm 2018 các bạn nhá. 1 tỷ 115 triệu. Đấy, máy xăng. Đấy. Con này thì form mới rồi, form 2019 các bạn nhá, form 2019. Xpander này. Xpander
2018. Xe rất hot, số tự động nha các bạn nhá. 620 triệu. Đấy, có thể giảm được cỡ khoảng tầm 25 triệu. Cho các anh chị các bạn nếu mà ký hợp đồng mua bán. Land Rover này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Toyota Vios. Toyota Vios 2019. 2019 các bạn nhá. Chào giá 530 triệu. Giá thì thương lượng khá sâu. Nếu như anh chị em nào mà ký hợp đồng mua bán ngày hôm nay giảm ngay 20 triệu. Đấy. Kia Sportage này. Lexus RX 350. Còn rất nhiều những cái mẫu xe khác. Đấy. Đây, Mazda 2017. CX-5. Rồi chúng ta có Volvo XC. Volvo XC. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe trực tiếp thì gọi điện cho chúng tôi. Nissan Navara. Navara 2.5 một cầu số tự động. Chào 515 triệu. Giảm ngay 20 trong ngày hôm nay. Cerato Corolla Tiết 2010 hơn 400 triệu một tí nhá. Toyota Fortuner. Toyota Fortuner này. Đấy, khá là rẻ. Hai cầu số tự động. BMW X3 các bạn nhá, xe sang. Toyota Innova 2018 mới về. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì gọi điện trực tiếp cho số hotline 0939063333. Hiện tại chúng tôi còn rất nhiều xe trên thị trường, trên showroom. Đấy, các bạn có thể đếm cỡ khoảng tầm 50 xe đang có tại showroom. Và nếu như anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng thì hãy vui lòng ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho các anh chị mỗi người trị giá khoảng tầm 50, từ 10 đến 20 triệu đồng vào trong tài khoản của anh chị khi đến trực tiếp mua xe tại showroom. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Chúng tôi sẽ mua lại những cái mẫu xe đã qua sử dụng của quý anh chị các bạn với giá rất cao so với thị trường. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn tại 89 Trần Thái Tông, showroom của chúng tôi. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn.